con số gì ra gì ra, con máy con mới cờ ra. Xin chào tất cả mọi người, mình là Xi, anh em xin chào. Các bạn nhớ subscribe và các bạn bấm chuông giùm Xi nhé. Trên thế giới này có rất nhiều kiểu người, nhưng mà khoảng 1 triệu, mấy trăm triệu không đếm được. Hôm nay Xi sẽ chỉ 8 người thôi, 8 kiểu người hay gặp trong Tết. Kiểu con nhà giàu. Tết này công ty mày thưởng bao nhiêu vậy? Tôi có 90 triệu thôi, có gì đâu. Số 2, kiểu con nhà không có đủ điều kiện. Mày mua đồ Tết gì chưa? Tiền đâu mà mua? Đâu có tiền đâu, trời ơi, không có bạn gái, không có tiền, không có gì hết. À vậy hả? Đi con bé không? Ừ, đi. Số 3, kiểu chết đuối. Năm mới rồi thì ai cũng chúc Tết và ai cũng nói chuyện với nhau. Với lại mình phải đi chơi. Số 4, kiểu đòi nợ. Chúc Tết vui vẻ ạ. Chém lì xì. Lì xì. Hello. Lì xì. Hello lì xì. Số 5, kiểu nhiều chuyện. Con chúc chú Tết vui vẻ ạ. Năm nay con làm việc có tốt không? Mỗi tháng bao nhiêu? Công ty có tên lì xì không? Bao nhiêu? Có nhà chưa? Có xe chưa? Có xe hơi chưa? Có xe máy chưa? Có bạn gái chưa? Bạn gái xinh không? Cho xem mình với. Chừng nào cưới? Có bồ chưa? Có bầu chưa? Số 6, kiểu đỏ đen. Ê, chơi to đi, lô tô, không có lô tô đâu, phải tin. Con số gì ra, con mấy cờ ra. Con số ba cờ ra, con mấy gì đây, số gì đây. Số 7, kiểu mê tín dị đoan. đúng rồi. À, nhưng mà... Má! Đồ năm không được ăn chuối. Trời ơi, chết rồi. Má! Phun nước miếng, nói lại đi. À, chín rồi. À, chín chuối rồi. Ai, trong bài Tết không được khóc, im, nín. Anh chỉ biết cầm nín, nghe tiếng em khóc. Số 8, kiểu sống ảo. Trời quá à, trời ơi. Anh ơi, cho em mượn tiền đúng không? Em trả lại đi. Trời hết luôn nha. Trời ơi, nhiều quá. 1, 2, 3. Anh trai, lì xì cho em. Nhưng lì xì có 50% thôi. 50% còn lại thì ngày mai nhận tiếp. Cùng ba mẹ thì chưa nhận. Bạn nào mà biết người kiểu khác nữa thì các bạn nhớ comment cho Xi biết nha mọi người. Và thì rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Xi. Và từ từ, các bạn nhớ bấm subscribe và các bạn bấm chuông giùm Xi nha. Cảm ơn mọi người và chúc Tết vui vẻ. Bye bye. Con nhà nghèo xong cái người ta chửi. Má nghèo sao mẹ. Nghèo cũng có đi Tết được nha. Xong rồi cái em bị chửi quá trời. Xong rồi tại tất cả là chị Bi hết. Xong rồi cuộc sống, cuộc đời của em đến đây kết thúc. Đúng không anh Thạc, thấy sao? Đúng không anh? Em nói là kiểu con nhà nghèo xong rồi kia người ta tưởng là ông Xi chê người nghèo. Người chê thì không có tiền, không có ăn được gì hết. Xong rồi kia người ta comment, xong rồi người ta chửi. Xong rồi người ta kiểu ông Xi là một người chê người nhà nghèo. Xong rồi kia...